hoặc là biển nghiệp như lửa, mưa Phật Pháp khiến cho chúng sinh đắc được mát mẻ. Giải thoát này của Long Âm Vương, cảnh giới môn giải thoát này, vị Long Âm Đại Mục Tình Ca Lô La Vương, hiểu rõ, biết được. Lại nữa, La Hầu A Tu La Vương được môn giải thoát, hiện làm chủ tôn thắng trong đại hội vị la hầu a tu la vương này la hầu dịch là nhiếp não vì vị này giấu tay che mặt trời mặt trăng khiến cho chư thiên buồn bực vị này minh bạch được đức phật thị hiện làm chủ thuyết pháp trong tất cả pháp hội vị này đắc được cảnh giới này và cũng nhập vào môn giải thoát này môn giải thoát chỉ là ví dụ giống như là có môn giải thoát thật ra chẳng phải thật sự có môn giải thoát nếu có môn cửa thì chẳng phải là giải thoát vì có sự chấp trước do đó vào môn giải thoát là vào mà không vào không vào mà vào môn giải thoát là chẳng có gì để chấp trước tất cả đều không chấp trước mới thật sự là môn giải thoát nếu như vào cửa môn giải thoát thì phải ra cửa môn giải thoát nếu vào được mà không ra được vậy thì lại bị nhốt thì cũng không đắc được giải thoát a à, tu la dịch ra có nhiều nghĩa có khi dịch là phi thiên, vì chúng có phước trời mà không có đức trời, lại có lối giải thích khác phi thiên, chẳng phải thần cũng chẳng phải quỷ, có khi dịch là vô tiểu, chẳng phải chúng không có rượu uống mà là uống không đủ, bất cứ uống bao nhiêu cũng không đủ, có khi dịch là vô đàn tránh, vì Nam Atula tướng mạo rất xấu xí, mũi thì dài hai thước rưỡi, miệng thì rất nhỏ, mắt thì rất to tóm lại rất xấu xí vô cùng, khiến cho người thấy mà sợ hãi. Nếu ai thấy được chúng đều bị dọa nạt, phát run, hồn bay phách tán, cho nên ai cũng không dám nhìn tôn dung của chúng. Nữ Atula thì rất đẹp vô cùng, chúa trời đế thích cõi trời đau lợi vì tham giác đẹp, mà cầu hôn con gái của vua Atula. Vua Atula vốn không muốn gả con gái cho trời đế thích, vì giữa họ thường phát sinh chiến tranh, cho nên phản đối về việc này. Nhưng con gái của vua Atula muốn sống với trời đế thích, cho nên vua Atula đành phải gả cho trời đế thích làm vợ. Kết hôn rồi, vợ chồng rất hạnh phúc, nhưng đế thích thường đi các nơi để nghe giảng kinh thuyết pháp. Có vị tu hành ở trong núi thuyết pháp, đế thích thường đến để nghe pháp, về nhà thì hơi muộn một chút. Vợ của y hoài nghi chồng chẳng trung thực, bèn truy hỏi, ông đi đâu mà ngày nào cũng đi. Đế thích nói, có vị tu hành thuyết pháp tôi đi nghe pháp vợ của y không tin nói ông chẳng phải đi nghe pháp chắc chắn có bạn gái hẹn hò chăng lần sau ông đi tôi cũng đi theo xem thử cứu kính việc như thế nào đế thích nói bà đừng đi vì bà quá đẹp dễ khiến cho người nghe pháp nghĩ tưởng đâu đâu đế thích nói thế càng làm cho vợ sinh tâm nghi ngờ vợ của y nói ông nhất định có bạn gái nếu không tại sao không cho tôi đi Do đó, vợ của đế thích quyết tâm đi để xem tình hình ra sao. Ngày thứ hai, đế thích vẫn đến núi nghe Pháp. Vợ của y là nữ a à, tù là có thần thông do đó dùng pháp ẩn thân đi tham gia Pháp hội. Đế thích cũng chẳng biết vợ của y đến đạo tràng, thấy có nam có nữ, nhưng nữ nhiều hơn nam, mà toàn là phụ nữ đẹp, cho nên vợ của đế thích đố kỵ, bèn hiện ra nguyên hình, Đế thích quay đầu lại nhìn thấy vợ mình theo đến, rất bực mình hỏi y, tại sao bà đến đây, tôi dạy bà đừng đến đây mà. Nữ Atula nóng giận nói, tôi đương nhiên phải đến, ở đây có nhiều phụ nữ đẹp, tôi không an tâm cho nên phải đến xem thử. Lúc đó đế thích nổi giận, mất đi lý trí, bèn cầm mấy cậu hoa sen đánh y thị, không ngờ lần đó bèn khởi đại chiến sau khi vợ của đế thích bị đánh. Bèn trở về nhà của vua Atula khóc kể lại sự việc xảy ra. Vua Atula nổi giận, điều binh khiển tướng, tấn công đế thích, báo kiều cho con gái. Vì Atula thiện chiến cho nên binh trời tướng trời của đế thích bị bại. Đế thích mới cầu cứu Đức Phật. Phật dạy niệm câu mà hà bát nhã bà làm mật đa. Đế thích trở về dạy hết toàn quân niệm câu này. Quả nhiên đánh bại Atula, vua Atula đầu hàng, bèn đem con gái trở lại, chồng cùng đế thích. Chủng loại Atula rất nhiều, trên trời có Atula, nhân gian có Atula, xúc sinh có Atula, ngạ quỷ cũng có Atula. Atula có bốn thứ sinh, Atula hóa sinh ở cõi trời, Atula thai sinh ở cõi nhân gian, Atula nãn sinh ở cõi súc sinh, Atula thấp sinh ở cõi ngạ quỷ. Có khi Atula liệt vào trong ba đường lành vì chúng tù hạ phẩm nam giới thập thiện cho nên có căn lành. Có khi liệt Atula vào bốn đường ác vì tâm của chúng đấu kỵ quá nặng, tâm đấu tranh quá mạnh. Atula trên trời là kẻ trộm trên trời. Atula ở nhân gian là kẻ cường hảo ác bá ở nhân gian. Atula có ít xúc sinh là ngựa hại bầy. Thứ ngựa Atula chẳng giữ quý cụ, chuyên phá hoại ngựa khác không cắn thì đá khiến cho bể ngựa không được yên. Tóm lại, phàm là kẻ thích đấu tranh đều là Atula. Tỷ ma chất Đa La Atula Vương được ngôn giải thoát, thị hiện vô lượng kiếp. Vì tỷ ma chất Đa La Atula Vương này, tỷ ma dịch là tơ, chất Đa La dịch là trùng trùng. Vì Atula Vương này, dùng một sợi chỉ tơ mà huyễn hóa làm đủ thứ cảnh giới Vị này đắc được môn giải thoát thị hiện vô lượng vô biên kiếp. Tóm lại môn giải thoát này, bất cứ trong bao nhiêu kiếp, đều tự tại mà không chướng ngại, chẳng có chướng ngại tức là giải thoát. Xảo huyễn thuật a tu la vương được môn giải thoát tiêu diệt tất cả khổ của chúng sinh, khiến cho họ đắc được thanh tịnh. Vị xảo huyễn thuật a tu la vương kéo về thuật xảo huyễn biến hóa, Nguyễn hóa đủ thứ cảnh giới để tiêu diệt tất cả thống khổ của chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được thanh tịnh an vui. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Đại quyến thuộc Atula Vương được môn giải thoát, tu tất cả khổ hạnh để tự trang nghiêm. Vị Đại quyến thuộc Atula Vương có rất nhiều công đức cứu khắp chúng sinh thế gian, cho nên có rất nhiều quyến thuộc. Chúng sinh đều nguyện theo vị này, được vị này bảo hộ vị này ở tại nhân điện thì tu đủ thứ khổ hạnh hành đủ thứ bồ tát đạo việc người không nhẫn được vị này đều nhẫn được vị này có công đức như thế không những tự trang nghiêm mà còn trang nghiêm cho tất cả đó là môn giải thoát vị này đắc được bà chỉ a Tù la phường được môn giải thoát chấn động mười phương vô biên thế giới Vị bà trĩ A Tù Vương có oai lực lớn, có thể chấn động mười phương, khiến cho chúng sinh ở trong mộng tỉnh dậy không còn làm việc điên đảo hồ đầu nữa. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Biến chiếu A Tù Vương được môn giải thoát đủ thứ phương tiện an lập tất cả chúng sinh. Vị biến chiếu A tu La Vương này trí huệ quang chiếu khắp tất cả. Vị này đắc được đủ thứ phương tiện pháp môn, ăn lập tất cả chúng sinh vì có trí huệ của phật cho nên quyền tiện xảo phương tiện thật chân thật không mê hoặc đó là môn giải thoát vị này đắc được kiên cố hạnh diệu trang nghiêm atula vương được môn giải thoát phương tiện phổ tập căn lành bất khả hoại thanh tịnh các sự nhiễm ô chấp trước vị kiên cố hạnh diệu trang nghiêm atula vương kiên cố hạnh tức là chuyên tu một hạnh môn vĩnh viễn không thú truyền kiên cố tức là tùy duyên không thay đổi không thay đổi mà tùy duyên kiên cố tức là dù bị đả kích hoặc nghịch cảnh như thế nào cũng chẳng thối chuyển cảnh giới là để khảo nghiệm định lực của người tu đạo chỉ tiến về trước tuyệt đối không thể một ngày nóng mười ngày lạnh nếu không thì chẳng khi nào được thành tựu đừng nói đến kiên cố hạnh vì có kiên cố hạnh rồi mới có rượu trang nghiêm không có hạnh kiên cố thì không có diệu trang nghiêm. diệu trang nghiêm này là do hạnh kiên cố trang nghiêm mà thành tựu. Vị A-tu-la vương này đạt được phổ tập căn lành bất khả hoại. Phổ tập là phổ biến tích tập hạnh kiên cố. Vì tu hạnh kiên cố cho nên căn lành không thể hoại. Ngày nào cũng tu, lúc nào cũng tu, niệm niệm không bỏ. Như thế thì căn lành tăng trưởng sẽ tiêu diệt căn ác. Căn ác là gì? Tức là nhiễm trước nhiễm là nhiễm ô, trước là chấp trước, có tư tưởng không thành tịnh thì buông chẳng đặng chấp trước, chấp trước sắc thành hương vị xúc pháp sáu trần. Tại sao phải chấp trước sáu trần? Về mắt tai mũi lưỡi, thần và ý, sáu căn bị nhiễm ô, bên trong thì nhiễm ô, bên ngoài thì chấp trước. Bây giờ làm cho các nhiễm trước thành tịnh, buông xà đặng, thì đắc được môn giải thoát. Quảng đại nhân huệ A-tu-la-vương, được một giải thoát sức đại bi không nghỉ hoặc. Vị quảng đại nhân huệ Atula Vương được sức lực đại bi có sự quán sát tránh quyết đối với tất cả sự lý mà chẳng hoài nghi vì vị này có trí huệ do đó bi là mẹ của Phật trí là cha của Phật ba đời chư Phật đều từ đại bi sinh ra chúng ta học Phật pháp thì trước hết phải học bi kế tiếp thì học trí bi trí đầy đủ mới thành tựu bi là tâm đồng tình trí là về kỹ thuật ví như có người rớt xuống sông có tâm đồng tình mà không có kỹ thuật không biết bơi ở trên bờ la cứu người thì chẳng ích gì phải có kỹ thuật biết bơi mới cứu được người rớt xuống nước có người chẳng có tâm chấp ẩn xong biết bơi nhưng không động lòng tư tưởng như thế chẳng làm gì được cho nên chúng ta phải có bi trí song toàn mới lợi ích người được. Nên nhớ tương lai phải hoàng pháp lợi sinh, đừng tham xí đồ dành văn lợi dưỡng. Hiện Thắng Đức, A à Tu La Vương, được một giải thoát khiến các chúng sinh thấy Phật thừa sự cúng dường tu các căn lành. Vì hiện Thắng A à Tu La Vương, thực hành pháp môn cúng dường tu thiện, có công đức thủ thắng, vị này trong quá khứ, hay khiến cho chúng sinh thấy được Phật phát nguyện thừa sự cúng dường mười phương ba đời tất cả chư Phật tu tất cả căn lành làm tất cả công đức căn lành càng tu thì càng sâu công đức càng làm thì càng nhiều càng sâu đức nhiều thì thành Phật vị này minh bạch đạo lý này mà vào môn giải thoát này thiện âm Atula Vương được môn giải thoát hạnh quyết định bình đẳng vào khắp tất cả các cõi vị thiện âm Atula Vương vì khéo thuyết pháp có âm thanh rất hay khiến cho người nghe vui mừng, ý pháp phụng hành, cho nên vị này vào được khắp tất cả các cõi, vì chúng sinh đều có Phật tánh, cho nên đều bình đẳng. vị này hành môn giải thoát này mà đã được giải thoát. Bấy giờ là hầu Atula Vương, nương ngoại lực của Đức Phật quán khắp tất cả chúng Atula mà nói kệ. Lúc đó vị nhiếp não Atula Vương nương đại oai thần lực gia bị của chư Phật quán rất khắp tất cả chúng atula mà nói kệ tán thán công đức của phật mười phương tất cả chúng rộng lớn phật ở trong đó thủ đặc nhất quang mình chiếu khắp đồng hư không hiện khắp trước tất cả chúng sinh mười phương tất cả chúng rộng lớn mười phương là đông tây nam bắc đông nam tây nam đông bắc tây bắc trên và dưới cộng thành mười phương mười phương tất cả chúng sinh rộng lớn bao quát thai noãn thấp hóa phi tiềm động thực tất cả hữu tình và vô tình chúng sinh hữu tình là động vật có huyết khí chúng sinh vô tình là sơn hà đại địa hoa cỏ thụ mộc phật ở trong đó thủ đặc nhất đức phật ở trong tất cả chúng sinh khắp mười phương rộng lớn thủ thắng đặc biệt nhất vì chỉ có phật mới minh bạch được đạo lý cứu kính thật tướng của các pháp quang minh chiếu khắp đồng hư không quang minh của phật chiếu sáng khắp mười phương thế giới quang của phật là bình đẳng phật chẳng có tâm phân biệt bất cứ chúng sinh thiện hay ác hoặc chúng sinh không thiện không ác phật đều không bỏ đều chiếu khắp do đó phật quang phổ chiếu cứu hộ chúng sinh quang minh của phật đồng hư không vì trong hư không bao la vạn tượng chẳng có gì mà không có chẳng có gì mà không bao chẳng có gì mà không dung, chẳng có gì mà không nạp. Hiện khắp trước tất cả chúng sinh, quang minh của Phật hiện khắp trước tất cả chúng sinh, chúng sinh thấy được quang của Phật, bèn phát tâm bồ đề mà được độ, chúng sinh nhờ quang minh của Phật tiếp dẫn, mà lìa khổ được vui, chẳng đến bờ kia.